Ngày hôm qua ngày 3 Tây thì Ray Dalio đã viết một cái bài viết để mà chia sẻ về cảm nghĩ cá nhân của mình về tình hình dịch bệnh và tình hình kinh tế. Và nhiều bạn có đã biết là mỗi lần mà Ray Dalio viết bài viết thì ai cũng lắng nghe. Nhưng mà nào mà không rành thì Ray Dalio là một tỷ phú đầu tư và có một công ty đầu tư rất nổi tiếng đó chính là công ty Bridgewater Associates. Có rất nhiều thành tựu ở Hoa Kỳ, cho nên mỗi lần mà Ray Dalio chia sẻ thì nhiều người rất có hứng thú. Nhưng mà sự thật thì Ray Dalio đã chia sẻ rất nhiều những cái bài viết có cách nhìn rất độc đáo và thường cảm thấy rất có giá trị. Chúng ta cũng đã từng nói tới một cái bài viết trước đây, video 464, Thế giới đã điên. Nhưng mà nào mà chưa xem video này thì các bạn cũng nên xem để hiểu rõ hơn về cách nhìn của Ray Dalio về tình hình thế giới hiện tại. Nhưng mà trong cái bài viết ngày hôm qua thì Ray Dalio nói riêng về tình hình dịch bệnh và cách nhìn của Ray Dalio về những gì có thể xảy ra trong thời gian tới đây. Và Ray Dalio đã chia ra làm 3 điều. Điều đầu tiên là sẽ nói về dịch bệnh. Điều thứ nhì là sẽ nói tới ảnh hưởng tới cái nền kinh tế là như thế nào. Và điều thứ ba đó chính là thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video 516 cái video ngày hôm qua thì đã có rất nhiều bạn comment đó chính là cái video mà chúng ta nói về việc là phép các lãi suất nhưng mà thị trường chứng khoán lại phải ngược lại lại đi xuống chứ không phải để đi lên và đã có rất nhiều bạn comment và chia sẻ cảm nghĩ của mình về thị trường kinh tế hiện tại cho nên tôi cũng muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà comment chia sẻ những cách nhìn của mình về tình hình thị trường. Và ngoài chỉ các video thì trên trang web thongcapitol.com các bạn có thể tìm thấy được các bài viết liên quan tới crypto nói riêng hay là thị trường tài chính nói chung. Thì các bạn thấy là đặc biệt là thời gian gần đây thongcapitol.com có những bài viết liên quan tới cập nhật tình hình mới nhất của bệnh dịch các bạn có thể lên trên thuongcapri com và bấm vào tình hình bệnh dịch để có được những tin tức mới nhất. Đây là một cái bài viết mà sẽ được cập nhật liên tục. Và cái lúc mình thường làm cái video này thì các bạn thấy là Bitcoin đã đi trở lại. Bây giờ là 8.955, Ethereum là 227, XRP 23 cent, Bitcoin Cash là 327 đô và Litecoin là 61 đô. Và trở lại với lại cái bài viết thì Ray Dalio mở đầu chia sẻ là tiêu chí đầu tư của Ray Dalio là chỉ đầu tư khi mà cảm thấy là có phần thắng cao. Nếu như mà phần thắng không có nắm vững thì Ray Dalio sẽ không có đầu tư. Nhất là trong những cái trường hợp mà có những cái tin tức mà có thể làm ảnh hưởng rất lớn đối với giá cả mà Ray Dalio không rõ là kết cuộc sẽ như thế nào. Và thị trường sẽ phản ứng ra sao thì Ray Dalio sẽ không đầu tư. Và bệnh dịch cái sự kiện kỳ này là nằm trong những cái trường hợp đó khi mà gặp những trường hợp như vậy thì Dalio thà là không đầu tư bảo quản vốn của mình còn hơn là đầu tư mà không nắm chắc phần thắng tại vì không biết rõ được thị trường sẽ phản ứng như thế nào cái phần mở đầu này có một điều mà rất quan trọng mà đã lâu rồi chúng ta không nói tới đó chính là cái sự khác biệt rất lớn giữa một nhà đầu tư chuyên nghiệp và một nhà đầu tư bình thường khi một nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tư thì điều đầu tiên họ suy nghĩ tới điều quan trọng nhất đó chính là bảo vệ vốn và điều thứ nhì mới là làm sao để có lợi nhuận cao. Khi một nhà đầu tư bình thường, đầu tư thì điều đầu tiên họ suy nghĩ tới đó chính là làm sao để có lợi nhuận cao. Và thứ nhì họ mới suy nghĩ tới là làm sao để mà bảo vệ vốn. Các bạn thấy được đây khi mà nói thì nghe đơn giản nhưng mà đây là một cái sự khác biệt rất là lớn. Tại vì một nhà đầu tư chuyên nghiệp họ biết được là chỉ còn có vốn thì sau này sẽ còn có cơ hội. Tại vì cơ hội không phải là chỉ đến một lần, cơ hội có được ngày hôm nay thì ngày mai cũng sẽ có. Cho nên bảo vệ vốn là điều quan trọng nhất. Cho nên không có lý do gì mà họ phải chấp nhận rủi ro cao Không có lý do gì mà họ phải đầu tư mạo hiểm vốn của mình khi mà không nắm chắc phần thắng Nhưng mà những nhà đầu tư thông thường thì sẽ chấp nhận nguy hiểm cao hơn với phần thắng thấp hơn Và đây chính là điều mà Ray Dalio đã nói tới trong cái đoạn mở đầu Là tình hình hiện tại Ray không nắm chắc phần thắng Và cá nhân ông ta hay là công ty Bridgewater Associates cũng không có mạo hiểm để mà đầu tư chuẩn đoán thị trường sẽ vẫn như thế nào trong thời gian này mà sẽ đứng đi mà chờ và khi mà chúng ta nói tới tình hình hiện tại thì Ray Dalio nói là phải nhìn vào ba góc cạnh. Góc cạnh đầu tiên đó chính là liên quan tới dịch bệnh. Thứ nhì đó chính là liên quan tới cái nền kinh tế hiện bây giờ là phản ứng như thế nào đối với dịch bệnh. Và thứ ba đó chính là thị trường thì phản ứng như thế nào đối với dịch bệnh. Và ba điều này hợp lại với nhau là lý do mà thị trường chứng khoán lên xuống như là tàu lượng sống trong vòng hơn một tuần qua. Và bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn về ba vấn đề này. Thì cái phần đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là dịch bệnh Thì Ray cũng như thuận về các bạn không phải là một người chuyên về y học Ray là một nhà đầu tư Và nhìn vào góc cạnh của một kinh tế gia thì Redalio nói là dịch bệnh này cũng như là những dịch bệnh trước đây Đến rồi cũng sẽ đi Có nghĩa là chúng ta sẽ có thuốc chữa khỏi sau này, sẽ có vaccine Nhưng mà cho dù sau này dịch bệnh được chữa khỏi Thì cái sự ảnh hưởng đối với một quốc gia cũng đã rất sâu sự ảnh hưởng là sẽ rất lớn và không phải là sự ảnh hưởng của dịch bệnh này đối với các quốc gia là giống nhau. Các bạn thấy được là sẽ có một số quốc gia mà có, có, sự chuẩn bị tốt hơn, có cơ sở y tế tốt hơn, có cách để mà quản lý đối đầu với dịch bệnh thì những quốc gia đó sau cái đợt dịch bệnh này sẽ có cái sự tiến triển tốt hơn, mạnh hơn. Những quốc gia mà không làm được những điều đó là sẽ bị yếu thế hơn sau đợt dịch bệnh. Thì Ridalio nói là cái khả năng mà một quốc gia quản lý dịch bệnh kỳ này tốt hay là xấu là dựa vào bốn yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là một cái đội lãnh đạo mà có thể đưa ra những cái chính sách nhanh chóng và chính xác. Thứ nhì đó chính là người dân đi theo những chính sách đó. Và yếu tố thứ ba đó chính là những cái cơ quan, những cái cơ sở của nhà nước có khả năng để mà áp dụng những chính sách đó. Và điều thứ tư là cái quốc gia đó phải có một cơ sở y tế tốt để mà quản lý dịch bệnh. Và bốn yếu tố này sẽ dẫn tới cái sự khác biệt giữa nước này và nước kia thì những nước nào mà Redalio cho là sau cái đợt dịch bệnh này sẽ có cái sự phát triển tại vì có thể quản lý được dịch bệnh sau những nước mà không quản lý được thì sau đợt dịch bệnh này sẽ trở thành yếu thế hơn thì Redalio nói là ông ta tin tưởng những nước như là Trung Quốc và những nước mà phát triển ở châu và châu Mỹ thì sau đợt dịch bệnh này sẽ có cái sự tiến triển tốt hơn, có được một cái lợi thế so với những nước mà nghèo hơn, không có khả năng y tế, không những nhà lãnh đạo tốt để mà đưa ra những chính sách hay là không có những cơ sở, cơ quan chính phủ tốt để mà thực hành những chính sách đó thì những cái nước đó nền kinh tế sẽ được yếu thế sau cái đợt dịch bệnh này. Và đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì mà Ray Dalio nói tới đó chính là cái sự ảnh hưởng đối với cái nền kinh tế thì trong việc này, Ridalio nói là cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh đợt này thì trong thời gian ngắn hạn là sẽ có sự ảnh hưởng dẫn tới nền kinh tế đi xuống nhưng mà trong thời gian dài hạn thì sẽ không có sự ảnh hưởng lớn tại sao Ridalio lại nói như vậy dựa vào những tài liệu trước đây như là những dịch bệnh mà có cái số lượng người tử vong cao hơn như là Spanish flu hay là những dịch bệnh tương tự thì tuy là những cái đợt trước đây có cái sự ảnh hưởng lớn hơn về sinh mạng của con người có nhiều người qua đời hơn nhưng mà nền kinh tế vẫn tiếp tục hồi phục lại và phát triển sau được dịch bệnh đó. Cho nên nếu như mà dựa vào những cái lịch sử trước đây thì Ray lại nghĩ là đợt này sau khi mà dịch bệnh qua khỏi thì nền kinh tế cũng sẽ hồi phục lại. Nhưng mà Ray lại cũng nhấn mạnh là cái thời điểm hiện tại so với lại những cái dịch bệnh trước đây đã khác rất nhiều. Trong đó có bạn thấy là nền kinh tế đang đối đầu với đời những cái sự cố rất là nan giải như là liên quan tới cái sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày lại càng lớn hơn các đảng thì bây giờ đang đối đầu rất kịch liệt nhất là chúng ta nói tới Hoa Kỳ để dân chủ và đảng Cộng Hòa cộng với đó là nợ quốc gia của Hoa Kỳ rất lớn và những cái chính sách tiền tệ đưa ra hầu như là không có hiệu quả và bây giờ đã có nhiều quốc gia đang muốn đối đầu với lại Hoa Kỳ muốn trở thành một cường quốc mạnh hơn cả Hoa Kỳ như chúng ta nói tới Trung Quốc cho nên thời điểm bây giờ đã rất khác so với những dịch bệnh trước đây nên không ai dám chắc được. Và đây tôi nghĩ cũng là lý do tại sao mà Ray và công ty Bridgewater vẫn chưa dám chắc chắn để đầu tư mạnh trong thời điểm hiện tại. Tại vì nếu như mà Ray tin tưởng thì sao có điều chỉ định này, thị trường sẽ đi lên trở lại thì tại sao nó không đầu tư mạnh? Đây chính là lý do vì bây giờ kinh tế đang đối đầu với rất nhiều nan đề mà chúng ta mới vừa nói tới. Và cái điều thứ ba mà Rida nói tới đó chính là cái sự ảnh hưởng liên quan tới thị trường. Và thị trường ở đây là chúng ta sẽ nói tới thị trường chứng khoán. Và Reed lại nói là trong vòng một tuần qua khi mà các bạn cũng đã chứng kiến là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ như là một tàu lượng sống đi xuống 1.000 điểm, đi lên 1.000 điểm của chỉ số Dow Jones như là hàng ngày và hầu như đi ngược lại với tất cả những cái logic bình thường. Hôm qua các bạn cũng đang thấy là Fed cắt lãi suất 0,5% là một cái đợt cắt rất là lớn nhưng mà sau khi cắt thì thị trường chứng khoán lại đi xuống chứ không phải là đi lên. Thì tại sao? Thì có rất nhiều lý do Redal đề cập tới là hầu như mọi người trong thị trường là đang lon đang chơi margin đang mượn tiền để mà chơi thì các bạn thấy được là không chỉ riêng là những nhà đầu tư riêng lẻ những nhà đầu tư chuyên nghiệp những tổ chức đầu tư mà ngay cả những công ty cũng như vậy tiền bây giờ rất là rẻ rẻ ở đây có nghĩa là lãi suất rất thấp ai cũng mượn tiền người dân thì mượn tiền để mà mua nhà mượn tiền để mà mở công ty mượn tiền để mà đầu tư các công ty thì mượn tiền để mà mở rộng mượn tiền để mà phát triển thì khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp như là dịch bệnh hiện tại thì ảnh hưởng tới một điều rất quan trọng đó chính là thu nhập và khi mà các bạn thấy được là dòng tiền của các công ty thu vào không đủ để mà trả nợ để mà gánh những cái mà họ mới vừa mượn tiền để mà làm thì những công ty sẽ bị kẹt vốn thì cổ phiếu đi xuống thì những nhà đầu tư lại hoang mang tại vì họ chơi margin họ mua và bán những cái option và bây giờ cổ phiếu này đi xuống và đi xuống rất sâu và đi xuống rất nhanh làm cho nhiều người lại hoang mang và bán đi khiến cho thị trường lại tiếp tục đi xuống và các bạn thấy được là những công ty nào mà vay mượn nhiều, những nhà đầu tư nào mà vay mượn nhiều thì những người đó sẽ là những người chết đầu tiên. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn quá mới, các bạn thấy được là chỉ mới có mấy tuần nay là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ mới thực sự là quan tâm tới bệnh dịch. Cách đây khoảng chừng là 2 tháng bệnh dịch đã xảy ra ở những nước khác nhưng mà chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên ở Hoa Kỳ. Cho nên ở thời điểm này thì hầu như là thị trường không có phân biệt giữa những công ty mà mượn nhiều hay là mượn ít. Cho nên hầu hết các cổ phiếu đều đi lên hay là đi xuống cùng một nhịp. Nhưng mà từ từ thì các bạn thấy được là những công ty nào mà không có vốn nhiều, những công ty nào mà đã vay mượn quá nhiều, margin quá lớn thì những công ty đó sẽ là những công ty chết trước cũng như là các nhà đầu tư nhưng mà chính phủ thì cũng còn một số cách để mà cứu vãn tình hình này có thể khiến cho thị trường có thể hồi phục lại rất nhanh. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta nói tới chính phủ chứ không phải thể nói tới ngân hàng dự trữ liên bang. Các bạn thấy là ngày hôm qua Fed giảm lãi suất nhưng mà thị trường chứng khoán lại tiếp tục đi xuống. Tại sao thì các bạn thấy được là thị trường như chúng ta đã nói là hầu như đã nghiện lãi suất thấp. Cho nên các bạn cứ giảm lãi suất thì càng giảm thị trường lại càng không có phản ứng. Hầu như thị trường đã bị tê liệt với lại việc Fed các giảm lãi suất và bây giờ lãi suất là chỉ còn có một, chứ là 1 trên 1,25% Các bạn thấy đây khả năng rất cao là Fed sẽ tiếp tục cắt giảm xuống con số 0 thậm chí là lãi suất âm Cho nên đối với Redalio thì điều cần thiết ở đây là không phải là Fed cắt giảm lãi suất mà phải liên quan tới những gì mà chính phủ cần phải làm hay là có thể làm Các bạn thấy được là ở những nước như là Hoa Kỳ thì chúng ta nói tới là ngân hàng trung ương hay là ngân hàng chữ liên bang và chúng ta nói tới chính phủ đây là hai cái đơn vị độc lập chứ không phải là chung với nhau đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là tổng thống Donald Trump chỉ có thể gây áp lực chỉ có thể ra đề nghị là phép các lãi suất nhưng mà không thể ra lệnh cho phép các lãi suất tại vì phép như là chính phủ là hai đơn vị khác nhau thì lại nói là nếu muốn cứu giãn tình hình thì chính phủ phải có một số chính sách và so với lại phép thì chính sách chính phủ đưa ra sẽ khó khăn hơn tại vì mỗi lần mà chính phủ đưa ra những chính sách liên quan đến tiền tệ thì họ phải đưa ra những cái cuộc bỏ phiếu họ phải cần được nhiều người ủng hộ cho nên thi hành những chính sách được đưa ra từ chính phủ sẽ khó khăn hơn so với việc phép chất lãi suất nhưng mà nếu như mà chính phủ thực sự làm được thì thị trường có thể hồi phục lại rất nhanh những điều mà chính phủ có thể làm được là những điều gì như là chính phủ có thể là cắt giảm thuế để, để cho kích thích thị trường chính phủ có thể là dùng ngân khố để mà mua lại những sản phẩm những cái dịch vụ để cho những công ty có thu nhập đó là những điều mà chính phủ có thể làm cho nên chỉ khi nào mà chính phủ đưa ra những cái chính sách cụ thể hơn là sẽ làm sao để mà hỗ trợ những công ty khiến cho họ có thu nhập để mà qua được dịch bệnh này. Cho đến khi đó thị trường sẽ không rõ phương hướng. Và đây là ba điều mà Brida đều đã chia sẻ trong bài viết ngày hôm nay. Nếu mà nào mà con thú thì để cái link của bài viết này ở phía dưới để các bạn có thể đọc để mà tìm hiểu thêm nhiều tài liệu khác mà chúng ta không đề cập tới trong video này. Thì các bạn nghĩ sao về bài viết này các bạn hãy comment ở phía dưới. Và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu như bạn là một trader mà bạn thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn NAPX tham gia thông qua link của Thuần Capital ở phía dưới. Các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí. Trên màn hình sẽ có cái link đó chính là các video thường làm cho sàn NAPX Trade margin các bạn có thể là đánh xuống hay là short đánh lên hay là long nhưng mà trade margin có nguy hiểm cao không dành cho những bạn mới chỉ dành cho những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Những bạn nào mà thích giao dịch altcoin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance thông qua link của thùng capital ở phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Mỗi lần mà các bạn giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% vào ví của các bạn. Và ngoại trừ YouTube, các bạn có thể tìm thấy những video tương tự trên library.tv. Đây là một nền tảng phi tập trung mà Thuận cũng đăng các video. Các bạn nên đăng ký để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.